Bẩm đại nhân. Miễn lệ, cái gì tới lâu chưa? Dạ bẩm đại nhân, cũng chưa lâu lắm. Nghe nói đại nhân lên hội kiến với quan trấn thủ Nguyễn Hữu Thành. Dạ dám hỏi đại nhân, chẳng hay quan trấn thủ có cao kiến gì để trấn giữ Định Tường không? Thật xấu hổ khi nói với thầy rằng quan trấn thủ chẳng có một phương kế nào ngoài chuyện nhắc đi nhắc lại rằng phải tuân thủ chỉ dụ của triều đình là thủ đế qua. Ta chẳng lắm thì sao à? Bẩm đại nhân, theo tin tức do thám ta báo về thì địch chuẩn bị đánh chiếm Định Tường trong một ngày gần đây. Nếu quan trấn thủ cứ bình chân như vậy, không có kế hoạch tấn công địch trước, thì tình cảnh Định Tường sẽ giống như Đại Đồn Chí Hòa thôi, có khi còn tệ hại hơn nhiều. Ta hiểu tấm lòng của chú cũng như của thầy và các anh em binh sĩ nông binh. Lòng ta cũng đâu có khác gì. Ta đâu có muốn thấy dân chúng lầm than khổ ải, nhà cửa tan nát, con mất cha, vợ mất chồng. Thiệt là lòng ta rối như tơ giọt trăm mối các vị à. Bẩm đại nhân, tại sao đại nhân đã từng trải qua cuộc chiến vừa rồi ở Đại Đồng Chí Hòa, đại nhân không nói rõ với quan trấn thủ? Ta đã nói rồi chứ sao không nói. Nhưng quan trấn thủ chỉ khuyên ta phải nghe theo lệnh của triều đình, không được manh động mà làm hại đến cuộc nghị hòa có thể diễn ra. Và ta cũng không giấu các vị một chuyện hết sức đau lòng cho ta. Dạ thưa, có chuyện gì đại nhân? Đây là lệnh triều đình điều động ta ra Phú Yên khẩn cấp, nội trong 7 ngày phải thu xếp cho xong, không được chậm trễ. Thiệt gì sao đại nhân? Thiệt là nghe như sét đánh ngang tai. Giặc đang chuẩn bị đánh chiếm Định Tường, triều đình lại điều động đại nhân ra Phú Yên. Họ muốn cho lũ giặc giết hết dân chúng Định Tường này hay sao? Bẩm đại nhân, tình hình khẩn cấp lắm rồi. Bọn giặc Tây Dương đã cho tàu chiến bắn phá cản trên sông Bảo Định. Xin đại nhân định liệu, kẻo không kịp nữa. Bẩm đại nhân, xin đại nhân đừng bỏ dân chúng, đừng bỏ anh em chúng tôi. Bẩm đại nhân, nước có vua nhưng nước cũng có dân, xin hãy vì trong họ mà ở lại Định Tường chống giặc đại nhân ạ. Bẩm đại nhân, cứu dân như cứu quả. Giặc đến phá cản trước rồi phá cản sau, nhưng ở gần mấy đập cản đó sẽ bị giết hết. Xin đại nhân thương họ. Xin đại nhân sớm quyết định. Bởi đại nhân là ngọn cờ của anh em binh sĩ, đại nhân đi rồi chúng tôi biết dựa vào ai. Ta sẽ không đi đâu hết. Chức lãnh binh này ta sẽ trả lại triều đình. Ta sẽ cùng anh em sống chết với lũ giặc Tây Dương này. Đệ Trực. Dạ. Dương, hãy về ngay đưa anh em phục kích chặn địch ở cảng Bốt. Dạ. Thầy Sáu, Quỳnh Tấn, hãy điều động anh em đi với ta cùng chiến đấu. Dạ. Còn Cố Định, cứ tiếp tục do thám tình hình, có chuyện gì báo ngay với ta ở trận địa. Tất cả nghe rõ lệnh chưa? Bảo đại nhân xin tuân lệnh. Bẩm em quốc gia, quân triều đình vừa thấy tàu của chúng ta đã rút chạy tán loạn, không một phát súng chống trả. Xin ngài ra lệnh. Nổ súng, tiến nhanh lên. Thank you.
Trực à, từ lâu thầy muốn đặt cho con một cái tên, xứng với con người nghĩa khí như con. Nhưng thầy nghĩ chưa ra. May mà có ông lãnh binh đặt cho con cái tên Trung Trực, thiệt là đúng với tâm nguyện của thầy. Tiếc rằng khi quân thuộc xâm lược bờ cõi, thầy đã không còn sức để theo con đánh giặc. Nhưng đời chưa nỡ phụ dân Nam, nên còn có quan lãnh binh, còn có con và các anh hùng dũng sĩ khác, may ra còn chống giữ nổi cơ đồ. Thầy có ra đi lúc này cũng đã già rồi. Thầy chỉ muốn nhắn con, việc làm tướng phải biết thương yêu binh sĩ dưới quyền, huynh đệ chí binh. Dạ. Đối với dân thì phải tin dân, yêu dân thì dân sẽ tin yêu lại. Mà dân còn thì nước còn. Con còn nhỏ tuổi mà cầm quân thì phải nhớ lời thầy dặn nghe con. Con xin y lòng tạc giả lời thầy dạy, đến chết con cũng không quên. Còn một điều này nữa. Thầy chỉ mong con hết lòng thương yêu kim đồng và bảo ban em mạnh. Con xin hứa với thầy, kể từ giờ phút này thầy gửi gắm kim đình lại cho con, coi như hai đứa đã thành đôi, sống chết đều có nhau. Thưa cha, con sẽ cố gắng lo cho Định. Cha hãy yên tâm. Hãy con thông cảm cho cha. Trong thời chiến không có lễ nghĩa gì để tổ chức cho hai đứa. Đó cũng là nỗi đầy đức của cha, muốn hai con sống hạnh phúc. Chúng con sẽ ghi nhớ lời cha, chỉ mong cho mau khỏe lại thôi. Con hứa sẽ yêu thương Định hết lòng. Giờ chỉ mong cho khỏe lại thôi cha ơi. Còn nơi vậy là cha yên lòng. Em mặn con trẻ người đón già. Ai còn ở lại bên đó lo cho em, trời ơi.
không ngờ thầy Sáu lại ra đi sớm như vậy. Đúng là một thiệt thòi cho nghĩa quân chúng ta, trong lúc quê hương đang rất cần những người tài trí như thầy. Ta tin là thầy đã có những truyền nhân xứng đáng để tiếp tục tu nhân theo đạo làm người. Mọi người nhớ mà thực hiện đúng theo ý nguyện của thầy. Về công việc sắp tới, ta sẽ dẫn một số anh em chống giặc ở Gò Công. Vì ở đó có đám lá tối trời, dùng làm căn cứ cho nghĩa quân rất tốt. Còn chú, hãy đưa anh em về hoạt động ở thủ thừa Tân An. Vì ở đó có đồng tháp 10 địa thế hiểm trở, có thể dùng làm căn cứ địa chống giặc lâu dài. Dạ. Ừ. Bộ phủ Lăng Xa không đủ quân để chiếm đóng. Chúng sẽ mua chuột Việt Giang làm tại sai để tổ chức bộ máy cai trị dùng chúng kiểm soát. Chú hiểu nhiệm vụ của nghĩa quân phải làm gì với bọn tay sai cho giặc phản bội tổ quốc rồi chứ? Bẩm đại nhân, tôi hiểu. Kẻ thù trước mắt vẫn là bọn Tây Dương, nhưng về lâu về dài vẫn là bọn Việt Giang bán nước. Đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chú nhớ chưa? Thưa đại nhân, tôi xin ghi lòng tạc dạ những điều đại nhân dạy bảo. Vậy là tại yên tâm về chú. Hãy ráng giữ liên lạc thường xuyên với ta để hỗ trợ hoạt động cho nhau. Ta sẽ rút đội của chú Tấn theo ta về Gò Công. Chú thấy thế nào? Bẩm đại nhân, việc này do đại nhân quyết định. Việc đi ở của anh em nghĩa quân đều đặt dưới sự điều khiển của đại nhân. Còn việc liên lạc với hai cánh quân, ta giao cho cô Mận được không? Dạ bẩm, được rồi. Vậy là bây giờ ta phải đi ngay. Việc binh lúc này cần phải thần tốc, không được chậm trễ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Ừ. Hôm nay hẳn là một ngày rất quan trọng, cho nên xã trưởng Hào và quan lớn đây mới ghé nhà tôi. Hẳn là rất quan trọng thưa bá Hồ Cường. Xin giới thiệu với ông, đây là tướng Sinh Đơn, người mở rộng ba tỉnh miền Đông. Vậy sao? Chào ngài. Còn đây là ông bá Hồ Cường, là điền chủ giàu có ở Độc Bạc Tân An. Rất hân hạnh được biết ông. Dạ. Chúng tôi sau khi chiếm lĩnh tường gặp không ít khó khăn, ổn định trật tự và thiếu thốn lương thực, chúng tôi muốn mời một số nhân sĩ thân hào người Việt ra làm quan giúp chúng tôi cai trị dân và giúp chúng tôi về lương thực. Ông nghĩ thế nào nếu có ai đó tiến cử ông làm huyện trưởng huyện này, giúp cho người Phú Lăng Xa ổn định trật tự ở đây? Tôi mà được tiến cử làm quan huyện à? Không được đâu ngài Sander à. Sao vậy? Lâu nay tôi chỉ lo làm ăn, chứ đâu biết chuyện ở chốn quan trường. Với lại trong thời buổi nhiễu như này, khó lắm. Chính trong lốp nước nhà Lý Loan này, mới cần những người có đủ uy thế nói dân triều nghe như ông. Chúng tôi cũng biết tôn trọng người có tài, có đức. Chính Sài Gòn bây giờ có ông Tôn Thọ Tường, cũng là bậc chi giá đã ra công tác với chúng tôi. Được, chúng tôi hết sức ưu đãi. Thời nào chả vậy, phù thịnh chưa đi phù suy bao giờ. Nghe nói vậy thì tôi hay vậy, nhưng tôi vốn tài hèn đức bạc, mà tuổi cũng đã cao rồi, khó lặn lội gánh vác công việc được như ngài. Công việc ở huyện đâu cực như ở xã, chính những người có tuổi như ông chúng tôi mới trọng vọng. Bởi chúng tôi biết đạo lý người Việt càng cao tuổi càng được dân tin tưởng nghe theo. Ông bá hộ dùng này thì gần xa dân chúng đều biết. Ông mà ra nhậm chức làm việc với người Phú Lăng Xa thì chắc chắn dân chúng ở đây sẽ an tâm mà làm ăn, rồi con đường danh vọng của ông chắc chắn sẽ còn lớn hơn nhiều.
nhưng tôi muốn hỏi ông điều này. Được, ông cứ hỏi. Tôi biết được cái gì tôi sẽ nói. Hiện nay người Phú Lan Sa chỉ mới chiếm được 3 tỉnh miền Đông. Đã có gì chắc chắn đâu mà tính chuyện cai trị ở đây? Không lẽ triều đình chịu khoanh tay để cho họ chiếm đất hay sao? Cái đó thì tôi có thể trả lời ông được. Cứ nhìn cùng cách chúng tôi chuẩn bị thì tôi có thể nói với ông, chúng tôi không dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông đâu. Nay mai chúng tôi chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây. Chúng tôi có tàu to súng lớn, triều đình làm gì được? Ông thấy đồn Kỳ Hòa xây dựng kiên cố với quân lính đông hàng vạn, mà chỉ trong 2 ngày họ đã hạ được. Huống chi là cái miền lục tỉnh, dân thưa, lính ít, có gì đâu mà chống đỡ. Nhưng còn các nơi khác có nhiều nghĩa quân, theo ông Trương Định, ông Phủ Cẩu, ông Thiên Hữu Dương, rồi vùng này có ông Nguyễn Trung Trực. Họ đâu có để yên cho người Phú Lan Sa yên ổn mà cai trị xứ này. Số quân này cho mắt chúng tôi chỉ là kẻ quấy rối thôi, chứ không phải là quân đội triều đình. Mà ngay như quân đội triều đình đông hơn họ gấp nhiều lần ở Sài Gòn Gia Đình, còn bị chúng tôi đánh tan tác thì quân ở đây chỉ gái ngứa chúng tôi thôi. Vậy sao? Chà, tôi khó nghĩ quá. Bọn làm loạn đó nay mai sẽ không còn đất để sống đâu. Tôi đã có trong tay tin tức về nơi trú quân của Nguyễn Trung Trực và Thiên Hộ Dương. Và khi người Phú Lan Sa biết được tin này thì bọn chúng có chạy đằng trời. Riêng đối với ông thì ông nên suy nghĩ cho kỹ về cơ hội hiếm có mà chúng tôi đã sẵn sàng dành cho ông trước chi huyện vùng này. Cảm ơn lòng tốt của ngài đối với tôi, nhưng đây là việc hệ trọng, ông để cho tôi suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời ông sau. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, đúng không ông? Ông nói cũng có lý, nhưng cũng nên tính gấp, đừng để muộn quá. Đây là cơ hội cho ông thăng tiến đó. Một biến mồi ngon, không thiếu kẻ dòm ngó. Mong ông suy nghĩ cho kỹ lại. Đôi vài bữa nữa tôi sẽ ghé lại. Bây giờ chào ông. Chào ông. Bộ tía định làm tri huyện cho bọn Phú Lan Sa đó hả? Sao con hỏi tía như vậy? Con nghe hết rồi. Vậy thì ý của con thế nào? Theo con thì tía không nên làm. Sao vậy? Tía biết không, ở bên Rạch Chanh có một ông mới ra làm cai tổng gì đó được mấy bữa. Ông ác độc, tham lam, giết người không gớm tay. Nhưng rồi nghĩa quân của ông Nguyễn Trung Trực đã trừng trị hắn đích đáng về tội phản quốc, làm tay sai tiếp tế lương thực cho giặc. Không phải riêng gì ông cai tổng ở vùng Rạch Chanh bị giết, mà còn nghe một số đồn đóng ở Gò Công cũng bị quân ông Trương Định đánh úp bất ngờ. Tình hình như vậy mà tía định ra làm quan tri huyện cho bọn chúng hay sao? Tía đâu có hứa. Con nghe rõ ràng là tía nói, để tía suy nghĩ rồi tía sẽ trả lời. Như vậy không phải là hứa hay sao? Hoàn cảnh của tía bây giờ cũng ngặt lắm con. Mình đang ở trong vùng họ chiếm, không cộng tác với họ thì dễ dầu gì họ để cho mình yên, mà cộng tác với họ thì lại mang tội phản quốc, cũng không thể nào sống nổi với nghĩa quân công trực đang hoạt động ở vùng này. Thiệt là tía ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đó con à. Đúng là tía cũng khó xử thiệt, nhưng con chỉ xin tía một điều là đừng bao giờ làm chuyện gì để mang tiếng phản bội tổ quốc. Tiếng xấu đó muôn đời không rửa sạch được đâu tía. Tôi biết ông đang ở trong hoàn cảnh khó xử, nhưng đây cũng không phải là bước đường cùng. Tất cả tùy thuộc ở cái tâm của ông đối với đất nước đang bị bọn giặc Phú Lan Sa dày xéo. Vậy thì tôi phải làm sao mới thoát được cảnh ngộ này? Xin ông giúp cho, thiệt tình tôi bối rối quá. Tôi rất thông cảm với trường hợp của ông. Tôi muốn yêu cầu ông một việc. Việc gì ông cứ nói, tôi xin nghe. Ông cứ nhận lời làm tri huyện cho chúng, nhưng đó là bên ngoài. Còn bên trong, ông vẫn liên lạc với nghĩa quân. Chúng tôi rất cần hiểu biết nội tình của bọn giặc để còn kịp có kế hoạch ứng phó.
Nhưng dân chúng suy nghĩ sao khi tôi làm cho giặc? Trong truyện Tam Quốc khi xưa, quan cái từ Đả Thương, quan hàng Tào Tháo cũng bị dân chúng và binh sĩ Đông Ngô căm ghét. Nhưng rồi khi hiểu ra, họ coi quan cái như bậc anh hùng, đã góp phần chiến thắng dễ dàng ở trận Xích Bích, lưu truyền lại hậu thế. Tôi nghĩ trong lúc nước nhà bị họa xâm lấn, lẽ nào chúng ta lại không có những quan công, quan cái hay sao? Nếu ông tin tôi thì tôi xin sống chết nghe lời ông. Ừ, vậy là được rồi. Từ ngày mai ông có thể trả lời là đồng ý cộng tác với bọn chúng. Mọi việc liên lạc với ông, để đảm bảo bí mật, chúng ta sẽ có những quy định, ám hiệu, mật hiệu riêng. Tôi sẽ cho ông biết sau, được chứ? Còn bây giờ, vì còn nhiều việc khác, xin cáo biệt. Chào ông. Ông hai, xin ông cho tôi theo nghĩa quân giới. Chú em này là... Là con trai tôi, nó tên là Cường Phát. Ừ. Trong lúc này, cậu em ở lại tốt hơn. Tại sao vậy? Nghĩa quân rất cần những người như cậu. Nhưng mọi việc do bác đây chỉ dẫn cậu phải làm gì trong hoàn cảnh hiện nay để giúp cho nghĩa quân cứu nước chống giặc ngoại xâm, đâu phải chỉ xông ra trận mạc mới giết giặc được. Vậy nghe, hẹn gặp lại sau. Dạ. Xin cáo biệt. Chào mừng tướng quân Bona đến với Sài Gòn. Xin mời ngài. Từ nay gánh nặng cuộc chiến ở xứ này sẽ do tướng quân gánh vác thay tôi. Người lính già của nước Pháp đã quá mệt mỏi vì tuổi tác, và hy vọng ngài sẽ làm tròn sứ mệnh dễ dàng mà hoàng đế đã giao cho ngài. Cảm ơn những lời nói tốt đẹp mà Đô đốc đã dành cho tôi trong cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này. Nhưng tôi rất mong được sự chỉ giáo của Đô đốc về tình hình và những chủ trương của chúng ta trong cuộc chinh phục xứ sở mà Đô đốc đã trải qua với bao kinh nghiệm quý giá. Chắc tướng quân đã biết, với sức mạnh của hải quân và bộ binh, chúng ta đã chiếm Sài Gòn, Gia Định rồi Biên Hòa, Định Tường chỉ trong một thời gian rất ngắn. Quân chính quy triều đình An Nam hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, nhưng ở đây lại có những lực lượng khác đáng để chúng ta quan tâm hơn. Là lực lượng nào thưa Đô đốc? Đó là lực lượng nông binh mà họ tự xưng là nghĩa quân. Lực lượng nông binh, tổ chức và trang bị của họ ra sao? Đội quân này trước đây là những thanh niên trai tráng trong làng, đến tuổi phải đi lính. Nhưng họ vẫn ở địa phương cày ruộng. Triều đình Việt Nam gọi họ là nông binh. Gần như mỗi làng đều có một đội nông binh như vậy. Số lượng có thể từ vài chục đến vài trăm. Phần lớn chỉ huy đều có học thức và giỏi võ nghệ. Trang bị chủ yếu là gậy gộc, giáo mát, cung tên. Quả quan lắm mới có vài khẩu quả mai. Như vậy thì có gì đáng lo ngại? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như tướng quân, nhưng thực tế, ôi lạy Chúa, không phải như vậy. Họ tập hợp vào đội ngũ gồm có quân triều đình thất trận trả ngũ. Những nông dân nào có thể chiến đấu được, không kể tuổi tác, nam hay nữ, chúng luôn bám theo một hoạt động của quân ta, bất kể ngày đêm, thừa lúc sơ hở để tấn công. Nhưng trung tâm kháng chiến như vậy, họ đặt ở đâu để chỉ huy những đội nông binh đáng ngại này? Làm gì có trung tâm chỉ huy kháng chiến? Nếu có, thì thưa tướng quân, tôi đã diệt từ lâu. Nhưng đằng này có thể nói là trung tâm đó có mặt ở khắp nơi. Nếu không có một giải pháp nào hữu hiệu để chống lại đội quân này, thì thực tế, thưa tướng quân, coi như chúng ta đang bị sa lầy không có lối thoát. Tình hình lại phức tạp đến thế ư? Rất tiếc, đó là sự thật, thưa tướng quân. Xứ sở này rất ít đường bộ, do đó hải quân là ưu thế tuyệt đối của ta khi đối phó với đám nông binh này. Nhưng nhược điểm lớn nhất cũng chính là đây. Tàu chiến to lớn của ta không thể lèn lách sâu vào sông rạch và đám lá tối trời của nghĩa quân. Và nơi đó cũng là vị trí an toàn cho các chỉ huy sở của nghĩa quân. Tôi đã có lần tấu trình với hoàng đế cần phải tăng cường thêm lực lượng diễn chinh, mở rộng khu vực chiếm đóng ra toàn xứ Đàng Trong, nơi có tiềm năng kinh tế dồi dào, nhưng chưa được ngài chính thức chấp nhận. Tôi mong tướng quân sẽ thay tôi tiếp tục đề đạt với hoàng đế vấn đề có tầm chiến lược hết sức quan trọng này. Thưa Đô đốc, xin ngài yên tâm trở về với đất mẹ. Tôi sẽ cố gắng thực hiện những hoài bão của Đô đốc
dù trước mắt có lẽ hết sức khó khăn. Tôi rất hài lòng và biết ơn tướng quân về những lời mà tướng quân vừa nói. Xin ơn trên phù hộ cho tướng quân thực hiện thành công sứ mệnh cao cả của mình. Chúc sức khỏe ngài. Ngọn giáo tung hoành trải mấy thu, ba quân như hổ nuốt sao trâu. Tài trái nếu chẳng trang sông nợ, lúng thẹn tai nghe truyện vũ hầu. Anh hai ngâm thơ hay quá. Em mới về đó à? Dạ. Anh hai ngâm thơ của ai vậy? Thơ của Phạm Ngũ Lão, một danh tướng đời Trần. Đó là bài thơ lúc Phạm Ngũ Lão còn là chàng trai ở làng Phù Ủng, chưa đi đến giặc. Anh hai ơi, anh hai ơi, có khách. Ai vậy em? Dạ ông thương buôn người Tàu. Được rồi. Dạ. Em về chỗ nghỉ đi, anh sẽ gặp em sau. Cũng còn một số việc phải nhờ em đó. Dạ. Ừ. À, chào ông. Xin chào ông lớn. Lâu nay ông lớn mạnh khỏe chứ? Mời ông ngồi. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Không ngờ gặp lại ông ở đây. Ông vẫn đi buôn bán phát tài hay làm việc gì khác rồi? Ngộ lâu có cái nghề gì khác ngoài cái chuyện đi buôn bán. Ông gặp tôi có chuyện gì không? Có chứ, ngồi liên lập thế mà. Nhưng ông phải đến chính quyền làng tổng chứ đâu phải ở đây. Ngộ cũng tới đó rồi mà không có gặp ai hết. Bây giờ ngộ tới đây lễ lập cho ông lớn, gọi là chúc lễ mọn, giúp ông lớn lánh tay, mong ông lớn dặn cho. Giờ đây có lẽ ngộ cũng đi về Kiên Giang buôn bán chứ không có ở trên lầy nữa. Tại sao vậy? Hay da, cái lũ Tây Dương mũi cao mắt lục đó, nó lấy tiền của ngộ rồi còn lánh người nữa chứ. Nó nói là ngộ đi tiếp tế cho mấy ông lớn lánh nó. Tiêu cái là ma, cái lũ Tây Dương cho chết cậu tặc. Thôi được, ông đã có lòng giúp cho anh em thì tôi xin thay mặt anh em cảm ơn ông. À quên, xin lỗi, ông cho biết quý danh để tôi còn ghi vào sổ sách. Quý danh hả? Ngộ là Tiêu Chí Thài, nhưng ai ai cũng gọi là chú Sòi từ nhỏ, viết vậy cũng quen. Hay cho ngộ hỏi thăm A Mỹ con gái ngộ nó có mạnh giỏi không? Cha. Ha, A Mỹ. Chào cô. Em chào anh Nhân. Liệu có mạnh giỏi không vậy? Ngộ vui quá ông lớn ơi. Vậy á là ngộ đã trả ơn lượt cho quê hương thứ hai của mình rồi. Parle. Où se trouve ton chef de peloton? Choc. Où se cache-t-il? Dis-le, et ces deux vieillards seront relâchés et toi récompensé. Nói đi, đội trưởng trực ở đâu? Đóng quân chỗ nào? Khai ra thì quan sẽ thả mấy thằng già kia, mà mày còn được thưởng nữa. Tao không biết. Conduisez ce vieillard assis à droite. Conduisez-le à la proue. Cực ra nghe chú em. Dis-moi où est ton chef. Sinon, ce vieillard sera exécuté. Mày có chịu khai không? Tao đếm từ 1 tới 3. Nếu mày không nói, thằng già đó sẽ chết. 1 2 2 3 3 Conduisez ce vieillard. Dắt thằng này ra dùng súng xong. Nếu có chết, cũng không khai ra nghe chú em. Pour une dernière fois, où est ton chef? Dis-le. Lần cuối cùng tao hỏi mày, thủ lĩnh mày ở đâu? Nói mau. Ở trong tim tao nè, bắn đi, con chó nè. Indique que vous êtes un chef. Jetez-le. Ném nó xuống sông. Do địa hình đầy sông rạch nên chiến hạm của Tây Dương
như một pháo đài lưu động bất khả chiến bại, là ưu thế tuyệt đối của chúng trên chiến trường phía nam. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là đánh sập ưu thế của bọn Phú Lan Sa, mới phá tan được tư tưởng sợ tàu giật trong hàng ngũ nghĩa quân và cả triều đình nữa. Anh hai nói có lý, nhưng đánh bằng cách nào? Chúng ta đã dùng búa và mã tấu trong trận đánh tàu Cạn Bốn trước đây. Rõ ràng với vỏ tàu của nó thì búa với mã tấu không ăn thua gì. Tôi tán thành ý định của anh hai là phải nhận chìm tàu giặc ở dòng sông Nhật Tảo này để trả thù cho đồng bào và anh em nghĩa quân đã bị chúng sát hại. Được anh em đồng ý với quyết tâm đánh tàu, tôi thiệt hết sức mừng. Nhưng với chiếc tàu đậu ở dòng Nhật Tảo, nó bao lớn, dài rộng bao nhiêu, quân lính trên đó nhiều ít thế nào, chúng ta chưa rõ, thì làm sao có cách đánh chắc thắng được. Tôi có ý như vậy, các anh có được không nghe? Anh hãy cứ nói ý định của anh, có gì anh em mình bàn thêm cũng được. Việc đầu tiên là ta phải tìm mọi cách tiếp cận tàu địch một cách hợp pháp để biết rõ về nó. Vì khi đã biết rõ về nó rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cách đánh khiến nó không thể chống đỡ được. Ý hai anh thế nào? Tôi hoàn toàn nhất trí với điều anh hai vừa nói. Tôi cũng vậy. Nhớ họ còn đi cướp bọn nhà giàu, tôi cũng phải dò thám trước, nắm cho được tình hình chắc chắn. Có khi phải ra dạng ăn mày, vô tận nhà quan sát rồi mới dẫn anh em đi hành sự. Bây giờ đánh giặc cũng như vậy thôi, phải không anh hai? À, có lý. Anh nói đúng quá. Chào hai anh. Anh hai à, tụi nó chở cây gạch tới đống đồn ở dàn Nhật Tảo mình rồi đó. Vậy là chúng quyết chiếm giữ vùng Bình Đức Nhật Tảo này làm bàn đạp để từ đây khống chế bến lức Thủ Thừa. Và điều quan trọng hơn là chúng muốn cắt đứt mọi liên lạc giữa ta với lực lượng nghĩa quân anh em đang hoạt động ở định tường Gò Công bằng đường thủy. Tình thế này khiến chúng ta không thể chần chờ được nữa, mà chậm một ngày thì bất lợi một ngày. Phải hành động nhanh chóng thôi, anh em nhớ chứ? Anh hai cứ ra lệnh, anh em chúng tôi kiên quyết chấp hành. Vậy bắt đầu từ hôm nay, mấy anh em mình phải bằng mọi cách tiếp cận cho được chiếc tàu giặc, nắm rõ quy luật của nó. Sau đó chúng ta sẽ họp lại đây, bàn kế diệt nó cho thiệt gọn, thiệt mau, để bọn chúng không kịp trở tay chống đỡ hay kêu gọi tiếp cứu. Anh em đồng ý chứ? Đồng ý quá đi chứ. Anh hai khỏi lo, nhất định đợi trong vài ngày tôi sẽ báo với anh hai kết quả do thám này. Vậy là tốt rồi. Còn Định, em bám sát dịp xe cất đồng bót vào đường đi nước bước của bọn giặc, rồi báo cho anh biết ngay. Thôi, ta tạm chia tay, để mọi người lo phần việc riêng của mình. Riêng Định ở lại, anh nhờ em chuyện này. Dạ. Trong ngày mai em đi gặp ông Nguyễn Cường, đưa thư này cho ông, chờ ông gửi gì cho anh rồi em cầm về. Dạ em nhớ rồi. À anh hai à, anh còn nhớ ông thầy Thứ dạy chữ Nho ở Bình Trinh không? Nhớ chứ, anh cũng có học thầy, tuy không lâu nhưng rất quý thầy. Tháng trước đại bác tàu giặc nổi trúng nhà thầy, giết gần hết những người trong nhà. May mà hôm đó thầy đi vắng nên thoát được. Tàu giặc Tây Dương thời gian gần đây đã gây quá nhiều tội ác với đồng bào mình. Mỗi lần nhìn thấy nó em tức không chịu nổi anh hai à. Ba em chết cũng vì nó đó. Cái ngày lũ giặc đó đền tội sẽ không xa đâu em. Chúng đã gieo gió, nhất định sẽ gặt bão. Xin chúc mừng ngài Tân Chi Huyền, thật là sáng suốt khi ngài làm việc cho nhà nước Phú Lan Sa. Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp ngài. Cảm ơn ngài. Tiện đây tôi xin giới thiệu, đây là con trai tôi, nó tên là Cường Phát. Kia là cháu gái tôi, tên là A Mỹ. Xin ngài cho biết ngài nghĩ sao về công việc Chi Huyền ngài đang đảm trách. Tôi mong đợi người Phú Lan Sa sẽ sớm khai phá nền văn minh trên đất nước chúng tôi. Xin phép ngài cho chúng tôi dạo quanh đây một chút. Câu cứ tự nhiên. Dạ. Xin mời quan lớn. Ông có thích chiếc tàu này không? Thank you.
Tôi đã nghĩ chiếc tàu này rất hùng vĩ và xinh đẹp, nhưng ở xứ nhiệt đới này sẽ bị nóng. Ngài rất thông minh. Khi phát hiện ra điều này, bọn lính chúng tôi suốt ngày ở trần vì nắng nóng. Với trọng trách là tri huyện, tôi sẽ tặng cho ngài một món quà. Ngay ngày mai tôi sẽ cho vài người thợ đến đây đo vẽ và làm cho ngài một mái che bằng vật liệu nhẹ như cây lá, thì sàn tàu sẽ mắc mẻ ngay. Ngài đồng ý chứ? Quá tốt, quá tốt. Người anh nam của ngài thông minh và tốt bụng. Chúng tôi xin nhận món quà ý nghĩa này. Nó làm gì mà ghi ghi chép chép vậy? Nó là tay xếp thợ, tay nghề giỏi lắm. Làm cho các ngài nó phải tính toán kỹ lưỡng chứ. Mọi người đã tận mắt nhìn thấy sơ đồ chiếc tàu của nó rồi. Đây là công lớn lao của cô Mị, đã hy sinh bản thân để đem về cho chúng ta những thông tin bí mật này của tàu Esperance. Theo ý của mọi người thì chúng ta nên đánh như thế nào để vừa diệt được nó mà vừa tổn thất ít nhất cho anh em mình? Anh hai nói vậy thì tôi cũng liều mạng nói đại suy nghĩ của tôi về những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải trong trận đánh này. Cái khó thứ nhất là vỏ tàu của nó cứng như sắt, búa mã tấu choảng vô mà không ăn thua. Cái khó thứ hai là chiếc tàu này lớn quá, thành tàu thì lại cao, không sao leo lên được nếu như nó phòng bị cẩn thận. Cái khó thứ ba là nó đóng đồn ngay trên dàn nhật tảo, sẵn sàng tiếp ứng khi tàu bị tấn công. Đó là ba cái khó mà anh em mình phải tính trước. Chưa kể nếu không đánh mau lẹ mà nó báo động được, có thể có tàu khác đến tiếp viện thì gây go lắm. Hai nhiều nói đúng lắm. Trên tàu có vài ba chục thằng lính chứ không phải ít, lại được trang bị súng ống đầy đủ chứ không phải gậy gọc giáo mát như anh em mình. Chỉ cần nó nghi ngờ là nổ súng trước thì coi như mình chỉ có nước rút lui chứ còn đánh đấm gì nữa. Anh hai cho em nói với nghe, mấy ngày qua qua lại quan sát, em thấy bọn Tây Dương này ỷ y lắm, không có ai ra gì. Ghê nào nó cũng kêu lại xét giấy tờ hay thâu thuế. Như vậy mình có thể lợi dụng hình thức làm ghe buôn. Khi nó kêu lại xếp giấy tờ hay thâu thuế thì thừa cơ hội đó anh em mình tấn công luôn, nó sẽ trở tay không kịp. Cô định nó cũng có lý lắm, nhưng đó chỉ là một số ít mang theo thằng dây thả trên tàu xuống, chứ số đông bộ lính vẫn ở trên tàu mình làm gì được nó. Thường khi xếp giấy tờ thì chỉ có hai thằng thôi, nhưng trên tàu vẫn có 10 thằng thò đầu ra lan can dòm ngó. Giỏi lắm á thì mình chỉ sẽ phai được hai thằng xếp giấy tờ rồi lặn luôn, chứ có bằng thạch được gì mấy thằng đứng trên đó đâu. Chà, bàn rồi mới thấy khó ăn quá. Chẳng lẽ mình chịu bó tay sao anh hai? Chính cái khó mới lót cái khôn. Ông bà mình đã nói như vậy rồi. Các anh tiếp tục suy nghĩ thêm, xem coi còn cách nào tiêu diệt được con cá mập sắc của bọn Tây Dương hay không. Bí quá anh hai à. Phải chi bọn mình có gói thuốc nổ nào phá được tàu sắt của nó thì tôi tình nguyện cảm tử chơi nó luôn. Mình hy sinh mà diệt được nó thì chết cũng hả dạ. Có được thuốc nổ như vậy tôi cũng sẽ làm như hai nhượng, để cho tụi nó biết được dân nam mình là dân chịu chơi chứ không phải sợ chết đâu anh hai. Bây giờ tôi tạm suy nghĩ cách đánh như vậy, các anh coi có được không nghe. Trước hết là bọn Tây Dương ỷ có tàu to súng lớn, nó có thể đánh mình từ xa, đó là ưu thế tuyệt đối của nó. Cho nên ta phải phá ưu thế đó bằng cách đánh cận chiến, nghĩa là đánh giáp lá cà. Thì súng lớn bắn xa
cũng không còn tác dụng. Qua trận đánh ở đồng chí Hòa vừa rồi, thế đánh cận chiến của ta đã có hiệu quả rõ rệt. Anh em thấy có đúng không? Đúng quá chứ anh hai. Chúng ta phải tính đến cách đánh cận chiến, và yếu tố bất ngờ là hết sức quan trọng. Nhưng tiếp cận nó bằng cách nào, đánh nó bất ngờ ra sao, tôi sẽ lên kế hoạch và sẽ có thời gian tập dượt trong những ngày tới. Mọi người lưu ý, kế hoạch đang nằm trong đầu tôi và các bạn thôi. Chúng ta phải hết sức bí mật đến giờ phút chót. Thank you.